chào mừng các bạn đến kênh Vương Quốc Thịnh. Các bạn thân mến, hôm nay theo một cái lời yêu cầu của quý vị khán giả, quay cái dòng người con người về miền Tây thuộc quốc lộ 80, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Dòng người đi ngày và đêm trên cái quốc lộ này. Vậy Quốc Thịnh mời quý khán giả và các bạn cùng xem video này với Quốc Thịnh nhé. Bà con đi trên cái tuyến đường này về quê thường là về Long Xuyên, Dạch Giá, Châu Đốc, Hà Tiên, Dạch Sỏi, Cần Thơ cũ là như Thốt Nốt, Trà Nóc rồi đó các bạn. Vào ngày 1 tháng 10, 2021 thì theo tình hình cho nên thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cũng được mở cửa buôn bán nhưng không có được tập trung quá đông người như các bạn. Cho nên các bạn thấy đường xá có người đi tới đi lui đó, mấy người chạy chậm là dân địa phương, còn cái dòng người mà đi về hướng tay phải mình á, đi về xe đét á, là chạy rất là nhanh, là những cái người từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Thủ Đức rồi đó về quê đó các bạn. Các bạn thân mến, lúc này là khoảng 8 giờ 30 tối ngày 3 tây tháng 10 2021 mà dòng người vẫn tiếp tục đổ về miền Tây thân yêu. Đó các bạn.
các bạn thân mến, đây là dòng xe thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này là khoảng 5 giờ kém 15 phút ngày 3 tây tháng 10 2021 đó các bạn. Bên kia là Phương Trang đó, xa đàng trước mặt mình là thế giới di động của thị trấn Cái Tàu Hạ. Đúng rồi, đi thẳng hoài nha. Thẳng luôn, đừng quẹo đâu hết. Thẳng luôn. Đúng rồi, đi thẳng hoài, đừng quẹo đâu hết.
thẳng hoài không quẹo. À, tới mấy ngã ba rồi mình nghi ngờ mình hỏi thêm. Về đâu? Đi thẳng luôn. Đi thẳng lên, tới cầu Nha Măng là tới. Về đâu? Về đâu? Đi thẳng hoài. Đi thẳng hoài, đừng có quẹo đâu hết. Về đâu? Đi thẳng hoài, đừng quẹo. Thẳng hoài. Về đâu? Về đâu? Đồng Nai hả? Về đâu? Về đâu? Về đâu? Đi thẳng hoài. Đừng quẹo đâu hết. Điện nó không được hả? Đi thẳng hoài.
đi thẳng hoài, về An Giang đi thẳng hoài. Xây của thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Video của Quốc Thịnh nói về đoàn người ngày và đêm đi về miền Tây Đồng Tháp, về các tỉnh An Giang, Thốt Nốt, Cần Thơ, đến đây xin được tạm dừng. Quốc Thịnh rất mong các bạn đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để Quốc Thịnh làm ra những cái sản phẩm video có ý nghĩa phục vụ cho tất cả mọi người. Quốc Thịnh chân thành cảm ơn.